Thưa quý vị, vụ án Nguyễn Phương Hằng sau chuỗi ngày dài trả hồ sơ điều tra, mới đây Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bà Hằng cùng các đồng phạm, đề nghị xét xử các bị can trong vụ việc này. Liên quan tới vụ án Nguyễn Phương Hằng trước đó vào ngày 26 tháng 7, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị truy tố Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm về hành vi của ông Huỳnh Huy Dũng. Cơ quan điều tra xác định chưa đủ cơ sở cấu thành tội phạm. Tới ngày 18 tháng 8, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất cáo trạng để truy tố ra trước Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị xét xử bị can Nguyễn Phương Hằng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam và bốn đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân cùng năm đồng phạm của bà Hằng, gồm Đặng Anh Quân, giảng viên trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thị Mai Nhi, sinh năm 1983, trợ lý của Nguyễn Phương Hằng, Lê Thị Thu Hà, sinh năm 1992, nhân viên của công ty cổ phần Đại Nam, Huỳnh Công Tân, sinh năm 1994, trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần Đại Nam về diễn biến của vụ án Nguyễn Phương Hằng. Theo những thông tin đã đưa trước đó vào ngày mùng 1 tháng 6, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Lý do trả hồ sơ là để làm rõ ba nội dung trong vụ án gồm: thứ nhất, đối với yêu cầu bồi thường của một số cá nhân trong vụ án, hồ sơ chưa thể hiện đầy đủ chứng cứ, vì vậy cần thu thập thêm chứng cứ. Nếu không có chứng cứ bổ sung, tòa án sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Thứ hai, các buổi live stream của Nguyễn Phương Hằng tại nhà riêng và một số địa điểm tại công ty cổ phần Đại Nam đều có sự xuất hiện của ông Huỳnh Uy Dũng. Ông Dũng ngồi cùng Nguyễn Phương Hằng. Tuy nhiên, cơ quan cảnh sát điều tra và viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chưa làm rõ có hay không vai trò đồng phạm của ông Huỳnh Uy Dũng trong vụ án. Theo tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, dù đơn tố cáo của 10 người trong vụ án không đề cập đến ông Huỳnh Uy Dũng, nhưng cần làm rõ để giải quyết vụ án toàn diện, khách quan. Thứ ba, ngoài tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, đã bị Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Chí Minh truy tố đối với bị can Nguyễn Phương Hằng và bốn đồng phạm, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị làm rõ hành vi có dấu hiệu làm nhục, vu khống người khác theo điều 155, 156 Bộ luật hình sự. Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố bắt tạm giam từ ngày 24 tháng 3 năm 2022 ngày 24 tháng 5, thông tin từ Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Nguyễn Phương Hằng có đơn từ chối 8 luật sư bào chữa cho mình. Bị can hiện chỉ còn luật sư Hồ Nguyên Lễ tham gia bào chữa. Trong thời gian tòa án thụ lý giải quyết vụ án này, ông Nguyễn Quang Tuấn, con trai của bà Hằng, có đơn gửi đến các cơ quan tố tụng, trong đó tố giác về việc ông Huỳnh Nguyên Dũng có là đồng phạm với mẹ của mình. Theo hồ sơ vụ án, từ khoảng tháng 3 năm 2021, thông qua các tài khoản mạng xã hội, Nguyễn Phương Hằng đã tổ chức nhiều buổi live stream phát ngôn trực tiếp về chuyện bí mật đời tư và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín danh dự của 10 cá nhân, gồm các nghệ sĩ và nhà báo. Quá trình điều tra, Nguyễn Phương Hằng thừa nhận đã phát ngôn xúc phạm các cá nhân trên. Đối với các cá nhân, sử dụng kênh YouTube để chia sẻ thông tin liên quan tới Nguyễn Phương Hằng nhằm mục đích câu like, tăng thu nhập bà bị can Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân, dù không có mâu thuẫn với những cá nhân trên, nhưng do là nhân viên và hưởng lương của Nguyễn Phương Hằng nên liên tục thực hiện hành vi giúp sức tích cực cho bị can Hằng. Công an thành phố Hồ Chí Minh xác định bà bị can Nhi, Hà, Tân đã thực hiện các nhiệm vụ đăng tin trên mạng xã hội Facebook về tiêu đề thời điểm đường dẫn đến kênh YouTube, TikTok sẽ phát livestream phục vụ cho buổi livestream của bà Hằng. Ngoài ra, ba bị can này còn tham gia dẫn chương trình trong các buổi live stream, thông báo số lượng người xem, đọc các bình luận trên live stream, phát trực tiếp. Đối với bị can Đặng Anh Quân, nhà chức trách xác định người này đã trực tiếp tham gia nhiều buổi live stream cùng Nguyễn Phương Hằng. Trong các buổi live stream này, Đặng Anh Quân đã phát ngôn, bình luận cùng tương tác với Nguyễn Phương Hằng về những nội dung xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín nhân phẩm của nhiều cá nhân vụ án nguyễn phương hằng đã trải qua một thời gian dài để tiến hành điều tra làm rõ tội trạng của các bị cáo tới nay cáo trạng truy tố các bị can đã được hoàn tất đề nghị xét xử liệu rằng sắp tới vụ án này có còn mở ra những tình tiết bất ngờ nào hay không những thông tin mới nhất liên quan tới vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật tới quý vị theo cáo trạng số 236 p 2 ngày 25 tháng 4 năm 2023, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kết luận các bị can Nguyễn Phương Hằng, Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà Huỳnh Công Tân và Đặng Anh Quân được áp dụng tình tiết giảm nhẹ, người phạm tội thành khẩn khai báo ăn năn hối cải, quy định tại điểm S khoản 1, điều 51 Bộ luật hình sự 2015. Ngoài ra, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng kết luận bị can Nguyễn Phương Hằng được một số cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội tặng nhiều giấy khen bằng khen về hoạt động thiện nguyện là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, quy định tại khoản 2, điều 51 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi. Được biết, bà Hằng cùng chồng là ông Huỳnh Uy Dũng, tức Dũng Lò Vô là hai doanh nhân rất năng nổ trong việc làm từ thiện, rất nhiều lần vợ chồng ông chủ công ty cổ phần Đại Nam chi tiền khủng để làm từ thiện khiến dư luận xôn xao nói về tình tiết giảm nhẹ tiến sĩ luật đặng văn cường cho biết theo quy định của pháp luật người phạm tội có thành tích xuất sắc trong sản xuất chiến đấu học tập hoặc công tác được coi là tình tiết giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự ngoài ra theo hướng dẫn của hội đồng thẩm phán người được coi là thành tích xuất sắc như người có thành tích xuất sắc trong sản xuất chiến đấu học tập hoặc công tác là người được tặng thưởng huân chương huy chương bằng khen bằng lao động sáng tạo hoặc có sáng chế phát minh có giá trị lớn hoặc nhiều năm được công nhận là chiến sĩ thi đua Vậy nên trong trường hợp của bà Nguyễn Phương Hằng, hoàn toàn có thể áp dụng tình tiết giảm nhẹ của luật pháp. Cũng theo cáo trạng trên, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định truy tố ra trước tòa Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để xét xử đối với bị can Nguyễn Phương Hằng và bốn đồng phạm của bị can Nguyễn Phương Hằng, gồm ông Đặng Anh Quân, cựu giảng viên Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Thị Mai Nhi, 40 tuổi, trợ lý của bà Hằng, Lê Thị Thu Hà, 31 tuổi, nhân viên công ty Đại Nam và Huỳnh Công Tân, 29 tuổi, trưởng phòng truyền thông công ty Đại Nam. Thế nhưng đến ngày 1 tháng 6, tòa nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo khoản 2, điều 331 Bộ luật hình sự 2015. Được biết, một trong ba lý do chính viện kiểm sát nhân dân thành tp minh trả hồ sơ để điều tra và làm rõ lại là do trong các buổi live stream của bà nguyễn phương hằng tại nhà riêng và một số địa điểm của công ty cổ phần đại nam đều có sự xuất hiện của ông huỳnh y dũng ông dũng cũng ngồi cùng phương hằng Ngoài thông tin vụ án bị điều tra bổ sung, dư luận còn quan tâm hơn cả đến việc quỹ từ thiện hàng hữu của gia đình bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng, ông chủ công ty cổ phần Đại Nam bị nhiều người yêu cầu sao kê. Trong thời gian bà Nguyễn Phương Hằng live stream đấu khẩu với nhiều cá nhân trên mạng xã hội, từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, bà Hằng đã liên tục yêu cầu một số nghệ sĩ, người nổi tiếng, từng kêu gọi cộng đồng khuyên góp tiền để làm từ thiện phải thực hiện sao kê, minh bạch tài chính. Ở chiều ngược lại, một số người yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng phải sao kê quỹ từ thiện mà vợ chồng bà Hằng sáng lập từ năm 2014. Tuy nhiên, sau khi bà Hằng bị khởi tố và bị tạm giam ngày 24 tháng 3 năm 2022, việc sao kê quỹ từ thiện hàng hữu chưa thể thực hiện. Theo thông tin trong bài có tiêu đề, vụ án bà Nguyễn Phương Hằng Chi tiết sao kê quỹ từ thiện hàng hữu được gửi đến cơ quan chức năng được đăng tải trên báo điện tử Dân Việt ngày 11 tháng 6. Các tài liệu sao kê xung quanh hoạt động thiện nguyện của Quỹ Từ Thiện Hàng Hữu đã được gửi đến cơ quan chức năng trước khi diễn ra phiên xét xử. Cụ thể, bảng sao kê tổng hợp của Quỹ Từ Thiện Hàng Hữu thể hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2014 đến ngày 31 tháng 3 năm 2023, có 49 đơn vị tổ chức đã được Quỹ Từ Thiện Hàng Hữu tài trợ hơn 467,6 tỷ đồng để làm công tác từ thiện giúp đỡ cộng đồng. Trong số các đơn vị được Quỹ Từ Thiện Hàng Hữu tài trợ có 8 bệnh viện, gồm chợ rẫy, đại học y dược thành phố Hồ Chí Minh, nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh, nhi đồng 1, nhi đồng 2, Đà Nẵng, Bình Định, quân y 175. Phối hợp với quỹ từ thiện hàng hữu để thực hiện mổ tim, cứu sống hàng ngàn trẻ sơ sinh mắc bệnh tim bẩm sinh. Mặt khác, quỹ từ thiện hàng hữu cũng tài trợ nhiều tỷ đồng xây dựng rất nhiều trường học tại các tỉnh Bình Định, Bình Dương, Bình Phước, tài trợ xây cầu, làm đường giao thông nông thôn, xây dựng hai ngôi chùa ở Bình Phước và Bình Thuận, hỗ trợ nước ngọt cho người dân miền Tây Nam Bộ mùa hạn mặn trong cao điểm chống dịch Covid-19, quỹ từ thiện Hằng Hữu đã hỗ trợ hơn 215,2 tỷ đồng cho công tác chống dịch ở nhiều tỉnh thành phía Nam.